Xin chào, chào mừng anh chị đã quay trở lại với Kiến trúc Misa. Đối với những anh chị mà đang có cái dự định xây nhà và có một cái thế đất của mình là nó không được rộng lắm, nó chỉ khoảng độ 10 mét tiền trở về thôi. Và anh chị cũng đang có cái ý định là xây một cái mẫu nhà mái Nhật mà nó 2 tầng, nó bề thế, nó đẹp. Và vì cái số lượng người sử dụng cái căn nhà của mình nó tương đối nhiều, cho nên là mình muốn bố trí nhiều phòng một chút. Thì hôm nay em Hiếu sẽ giới thiệu đến anh chị một cái căn nhà mà có thể đáp ứng đầy đủ những cái nhu cầu của anh chị. Kích thước thì hai sảnh nha anh chị nhé. Kích thước là 8 x 13 và có cho mình cái công năng bên trong là 5 phòng ngủ. Và đặc biệt cái mẫu nhà này thì cũng được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, thì nhìn nó rất là bề thế hoành tráng. Và còn tọa lạc trên cái thế đất không được rộng lắm nhưng vẫn có hai sảnh, một sảnh chính và một phần sảnh phụ. Thì đây cũng là một cái lựa chọn mà chú Mười ở Hải Dương đã tin tưởng và nhờ Kiến trúc Misa thiết kế. Thì hôm nay nếu mà anh chị là cái người đang có nhu cầu và đang muốn tìm hiểu những cái mẫu nhà, thì em Hiếu xin được giới thiệu đến anh chị cái mẫu nhà 2 tầng kiến trúc tân cổ điển mái Nhật. Thì trong video ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh chị ngoại thất và phần mặt bằng công năng, cũng như là hồ sơ thiết kế kiến trúc đầy đủ của công trình nhà chú Mười. Và phần giá thành cũng là một cái phần mà anh chị rất quan tâm khi mà chuẩn bị xây dựng một cái căn nhà, thì cũng được em tiết lộ hết ở trong cái video này. Vậy thì anh chị còn chần chờ gì nữa, anh chị hãy cùng em tìm hiểu ngay cái mẫu nhà ngày hôm nay nhé. Giới thiệu một chút về công ty cổ phần kiến trúc Misa. Thì công ty chúng em là chuyên thiết kế và thi công trọn gói các công trình từ nội ngoại thất. Bên em có trụ sở chính tại Hà Nội ở Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội anh chị nhé, và thành phố Thanh Hóa. Thì nếu như mà anh chị đang có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói thì có thể là gọi trực tiếp qua em Hiếu, số điện thoại là 0965 682 680 để em có thể là giúp đỡ anh chị trong cái công việc xây nhà của mình. Ngoài ra anh chị cũng có thể là follow cái kênh YouTube, kênh TikTok và kênh Facebook, cũng như là vào trang web của Kiến trúc Misa để chúng em có thể là gửi đến anh chị những cái mẫu nhà đẹp nhanh nhất ạ. Bước vào cái video ngày hôm nay, đầu tiên khi mà anh chị nhìn vào cái công trình nhà chú Mười này thì anh chị có cảm nhận gì ạ? Thì đối với em, đây nó là một cái kiến trúc tân cổ điển 2 tầng mái Nhật mà nó nhìn khá là bắt mắt, và các đường nét thì được thiết kế khá là chỉnh chu. Để mà có thể nói về một cái phong cách tân cổ điển đấy thì anh chị có thể là nhìn ra ngay ở cái công trình này, đó chính là những cái đường nét phào chỉ này và những cái bức cột được sử dụng trong công trình. Ở một cái công trình kiến trúc tân cổ điển ấy thì thường là nó sẽ khác với lại các cái phần kiến trúc hiện đại rất là rõ ràng thôi. Anh chị có thể nhìn thấy ngay là ở những cái phần tường của cái kiến trúc mà hiện đại ấy thì người ta sẽ rất là hạn chế đắp phào chỉ hoặc là đắp cột, hoặc là những cái cột sảnh hoặc là những cái chi tiết sảnh, thì nó cũng khá là đơn giản và nhẹ nhàng thôi, chứ nó không có cái độ nặng nề, độ bề thế cũng như là những cái đường nét kẻ nó sắc nét như là cái kiến trúc tân cổ điển. Một điều nữa ở trong kiến trúc hiện đại là người ta thường sẽ rất ưa chuộng những cái đường nét ngang bằng sổ thẳng, vuông thành sắc cạnh. Tức là ở đây thì những cái phần cửa sổ này, những cái phần sảnh này và những cái bức cột thì thường nó khá là đơn giản và nó vuông vức thôi, chứ thường người ta sẽ không thích sử dụng những cái cột tròn và những cái chi tiết tròn cho cái kiến trúc hiện đại. Còn ngược lại, đối với những cái kiến trúc tân cổ điển thì nó thì là lai giữa một chút hiện đại và một chút cổ điển, cho nên là những cái bước cột, những cái thước cột thì sẽ được tuân theo những cái thước cột cổ điển mà con người ta đã sáng tạo ra cách đây rất là lâu rồi. Thì hầu như tất cả các kiến trúc hiện tại thì đều tuân thủ theo một cái nét đẹp chung, đấy là những cái tiêu chuẩn về những cái bước cột lá mã ngày xưa. Thì đối với một cái công trình mà tân cổ điển thì anh chị thường là mình sẽ quan tâm đến những yếu tố, đấy là những cái phần cột sảnh này, những cái cột ốp góc tường này, những cái đường phào chỉ ở trên những cái cửa sổ, và cái cách phối màu làm sao cho nó nổi bật những cái phào chỉ của mình và nó bớt đi cái sự lòe loẹt, để cho cái công trình mình đã nặng nề về cái phần phào rồi thì nó sẽ nhẹ nhàng thanh thoát hơn. Thì đấy, nó là cái sự khác biệt khi mà kiến trúc hiện đại thì người ta sẽ phải sử dụng rất nhiều những cái mảng màu sắc để mà đưa được cái ý đồ của cái người kiến trúc sư về cái hình khối của công trình lên cho gia chủ có thể là nắm bắt được. Đối với kiến trúc tân cổ thì người ta chỉ sử dụng những cái cột, những cái chi tiết đắp vẽ để tạo nên cái sự bề thế hình khối cho cái công trình thôi anh chị nhé. Quay trở lại với công trình này, chắc hẳn là anh chị đã không còn lạ gì với lại cái việc mà chúng em sử dụng phun màu trắng cho cái công trình kiến trúc tân cổ điển. Thì hầu như là đến 80% những cái công trình kiến trúc tân cổ điển bên em là
đều được sử dụng cái tông màu trắng này chủ đạo hết. Tại vì đối với những công trình hiện đại thì nó cần cái vật liệu và màu sơn nhiều để nó phân biệt hình khối, nhưng mà ở cái hình khối kiến trúc tân cổ điển thì mình cũng đã nhận ra đâu là mặt này mặt kia công trình, đâu là phần sảnh, đâu là phần trên sảnh, đâu là phần dưới sảnh, nó cũng đã rất là rõ ràng rồi. Thì mình chỉ cần sử dụng một cái lớp sơn màu trắng thôi là đã tôn vinh lên được những cái độ hình khối, độ sắc nét, cũng như là những cái bức tượng thạch cao ấy quý vị. Tại sao mà những cái bức tượng người ta lại thường sơn màu trắng, hay là sử dụng những cái chất liệu như là thạch cao màu trắng? Tại vì khi mà cái màu trắng đấy nó mà gặp ánh sáng thì nó sẽ phản xạ ra những cái phần đổ bóng và những cái phần hình khối nó sẽ rõ hơn, nó sẽ sắc nét hơn là những cái màu sắc khác quý vị nhé. Thì ngoài màu trắng ra thì ở công trình này tất nhiên rồi, cái phần đế thì không thể nào mà mình sơn trắng được, vì như thế thì sau này nó sẽ rất là bẩn và nhanh bị ẩm mốc. Thì thay vì thế mà mình nên sử dụng những cái gạch thẻ hay là những cái gạch tối màu, tạo cái sự cứng cáp cho cái phần chân đế của công trình. Thì bên cạnh đó thì cái phần cửa của công trình này thì được chúng em sử dụng là cái phần cửa chính này, thì chắc hẳn là rất nhiều anh chị cũng đồng ý với chủ nhà và với chúng em là sẽ sử dụng cửa gỗ. Thì cái cửa gỗ này nó nằm ở trong cái khuôn viên sảnh, thì nó cũng tránh được một phần là cái thời tiết nắng gió hay là gì đấy thì nó cũng tránh được, cho nên là sử dụng ở đây thì nó vừa đẹp cho cái sảnh mà tạo sự bề thế đẳng cấp, và nó cũng tránh được cái sự ảnh hưởng của thời tiết. Cửa gỗ để ở cái phần sảnh chính này thì rất là hợp lý rồi. Ngoài ra thì tất cả những cái cửa còn lại thì đều được bên em sử dụng là cửa nhôm kính hết. Thì hiện tại đối với những cái kiểu tân cổ điển như thế này thì anh chị nếu mà có điều kiện thì mình có thể là làm cửa gỗ cũng được, còn nếu không thì anh chị làm cửa nhôm kính cũng đã là rất đẹp rồi và nó rất là hợp lý anh chị ạ. Tại vì kiến trúc tân cổ điển thì là nó vẫn cần một cái chút gì đấy hiện đại để nó tôn vinh lên được là đây là một cái sự kết hợp giữa hiện đại và cái cổ điển. Thì cái việc mình dùng cửa kính này thì nó là một sự kết hợp rất là hoàn hảo để cho cái công trình tạo nên cái sự mềm mại, trong suốt hơn, long lanh hơn. Ngoài những cái bức tường hay là những cái tấm gỗ nó đặc ra đấy, thì cái phần cửa nhôm kính này em thấy sử dụng cho cái nhà tân cổ điển thì nó rất là hợp lý. Thì nếu mà anh chị nào đang cân nhắc sử dụng ấy thì mình hoàn toàn là có thể yên tâm. Ngoài ra thì cái kiểu cửa này nó còn chống chịu được cái phần nhiệt độ và cái phần thời tiết cũng như là cái âm nó rất là tốt, cho nên là mình hoàn toàn yên tâm khi mà sử dụng cái kiểu này anh chị nhé. Thì ngoài ra để tăng thêm cái phần lung linh cho ngôi nhà thì cái phần đèn của công trình cũng anh chị và quý vị cũng nên quan tâm nhé, cũng nên để ý để mà mình lắp đặt cho công trình của mình những cái loại đèn. Bình thường thì nó có những cái loại đèn sau đây này, nó có loại đèn là đèn tường đấy, đèn tường gắn lên tường và gắn ở cái phiền cột, và đèn ốp ở dưới ban công là đèn tròn, và dưới sảnh này thì mình nếu như mình có điều kiện thì dùng đèn chùm, còn không quý vị dùng cái đèn tròn cũng được. Và cái phần diềm mái này thì anh chị gắn đèn vào đây thì nó rất là đẹp sau khi mình đi vào sử dụng. Cái hệ mái mà em dùng cho công trình này đấy chính là mái Nhật quý vị ạ. Đối với cái hệ mái Nhật thì hiện nay cũng đang được tin dùng và cũng dần dần chiếm được cái sự yêu thích của quý vị, cho nên là dần dần những cái ngôi nhà đời mới này khi mà người ta xây dựng thì hầu như là người ta sẽ lựa chọn là xây cho mình là mái Nhật. Tại vì bên cạnh cái vẻ đẹp về thẩm mỹ, với cái vẻ đẹp về những cái phần mái nó khỏe khoắn, nó vươn lên như thế này, thì nó còn là những cái chi phí, những cái giải pháp chống nóng và những cái giải pháp để mình thi công nó đơn giản, nó thuận tiện. Cho nên là nó tập hợp được rất nhiều cái ưu điểm, cho nên hiện nay nhiều người khi mà có ý định là mình xây nhà thì đều tìm hiểu về cái mẫu nhà mái Nhật này là nhiều quý vị nhé. Và dự đoán với cái sức sáng tạo của những cái đội ngũ kiến trúc sư hiện nay ở Việt Nam ấy, thì cái mẫu nhà mái Nhật này nó sẽ còn hot rất là lâu. Tại vì khi mà em làm nghề này thì em biết là đối với cái mẫu nhà mái Nhật thì mình có thể là thỏa sức sáng tạo được rất nhiều những cái kiểu nhà khác nhau, và nó mang rất nhiều sắc thái khác nhau, từ hiện đại đến tân cổ điển cho đến những cái nhà nó hơi địa Trung Hải một chút cũng đều hoàn toàn sử dụng hệ mái này được. Nhưng mà đối với nhà mái Thái, mái chữ A thì nó sẽ hơi bó buộc một tí, và nhìn nó sẽ hơi bị đơn điệu và nó sẽ không có nhiều kiểu được như cái kiểu mái Nhật này.
Đấy thì đối với em Hiếu thì sở thích của riêng em cũng rất thích cái kiểu máy Nhật này. Cho nên là em định hướng là làm cũng rất nhiều về cái kiểu nhà máy Nhật này quý vị ạ. À, quay trở lại công trình thì khi mà sử dụng cái hệ máy Nhật này thì anh chị sẽ đổ cái phần lúa văng này kèm theo cái lượt mà anh chị đổ sàn mái nhé. Thì cái phần lúa văng này sẽ được xác định từ tim của cái trục ra đến cái phần rìa mái thì thường nó sẽ là từ 70 phân đến 80 phân là đẹp. Còn những cái vị trí mình không có đất thì mình có thể đo khoảng độ 4 đến 50 phân thôi. Và từ đấy thì mình sẽ lợp cái phần sắt sắt hộp phi kèo lên. Còn nếu như mà anh chị có điều kiện và nhà ở trong cái khu vực hay bị bão lũ gió to thì có thể là tính đến trường hợp mình có thể đổ bê tông cái phần mái chéo. Và như thế thì chi phí nó đội lên rất là nhiều nhưng mà đảm bảo cho mình được cái phần chắc chắn. Còn không, khi mà thi công ở những cái vùng đặc biệt ấy, thì mình cũng cần phải có những cái biện pháp để mà gia cố. Thì nếu mà anh chị quan tâm đến cái trường hợp đấy thì có thể là comment xuống để em Hiếu có thể là ra những cái video riêng để cho anh chị mà xây nhà, nhất là những cái vùng gần biển, ví dụ như Nam Định, Hà Tĩnh, Thanh Hóa chẳng hạn thế. Đi vào chi tiết ở cái công trình này thì đầu tiên ở một cái công trình kiến trúc tân cổ điển thì bao giờ cái phần sảnh này cũng là cái phần được bọn em quan tâm và được khách hàng quan tâm, cũng như là cái sự cấu thành nên một cái sảnh chính đẹp thì bao giờ em cũng phải quan tâm đầu tiên đến là mình sẽ sử dụng bậc tam cấp hay là ngũ cấp. Thì tại sao lại là bậc tam cấp và tại sao thì lại là bậc ngũ cấp? Khi mà mình sử dụng những cái bậc thu hút mắt người nhìn là chính là ở cái phần sảnh chính này, thì để tam cấp này thì mình sẽ đi 3 bậc và ngũ cấp thì sẽ là 5 bậc, chỉ có 2 bậc thôi nhưng mà nó là rất nhiều cái yếu tố khác nhau. Ví dụ nếu như mình là một cái người mà trong cái khuôn viên đất nó không còn nhiều, tức là cái việc mà mình xây bậc thang nó sẽ ảnh hưởng đến chiều dài của cái sân và mình không không muốn là sân bị hẹp thì mình phải xây ít bậc thang thôi, thì mình có thể lựa chọn bậc tam cấp. Đấy là một. Thứ hai là đối với những người xây nhà cho những người cao tuổi và không thích đi nhiều bậc thang lên thì người ta chỉ thích bậc tam cấp thì khi ấy người ta cũng sẽ xây bậc tam cấp. Còn đối với những người nhà có nhiều cái phần khuôn viên đất và muốn cái công trình mình nó bề thế hơn, đẳng cấp hơn, nhìn nó cái phần đế nó cao hơn 75 cm thì người ta sẽ lựa chọn bậc ngũ cấp. Ngoài cái bậc ngũ cấp này ra thì bọn em có làm hai cái bục này thì là sẽ là nơi mà từ đây mình sẽ dựng nên hai cái cột sảnh rất là to, rất là vững chắc. Thì cột sảnh này thì là được điêu khắc và chạm trổ, tất cả những cái gì tinh túy nhất của cái công trình sẽ được tập trung vào hai cái cột này. Đó, hai cái cột này thì bình thường nếu như mà anh chị để ý những cái nhà ngày xưa mình xây thì cột chỉ xây vừa đủ khoảng độ 20 hoặc là 30, thế là hết cỡ rồi. Thì nhìn đâu cái nhà to mấy thì to, cột nó bé, trông nhìn nó vẫn không cân đối. Nhưng mà đối với những công trình hiện tại thì khi mà anh chị xây xong, anh chị sẽ phải rất kinh ngạc về cái độ to của những cái cột mà anh chị có thể là tưởng tượng được. Thì em nhấn mạnh về cái hình khối của cái cột này để làm sao cho anh chị sau này mình có cái nhìn tổng quan về cái tỷ lệ của cái sảnh, làm sao cho nguyên một cái công trình nó lớn, nó hoành tráng như này, mình phải có một cái sảnh nó tương xứng và nhìn nó phải đẹp, nó cuốn hút. Thì để kết nối với hai cái cột này thì là những cái bước vòm ở đây và trên những cái bước vòm này thì bọn em sẽ làm một cái khóa vòm. Cái khóa vòm này thì nó sẽ là cái điểm nhấn và cái trung tâm của ngôi nhà. Bên trong của cái sảnh thì sẽ là phần cửa gỗ. Cái cửa gỗ này thì nó là cửa gỗ pano đặc ở giữa và xung quanh sẽ là pano kính. Và bên cạnh bên ngoài của cái cửa gỗ này đều bọn em sử dụng một cái khuôn bao bằng gỗ cũng rất là hoành tráng để tăng cái sự bề thế cho cái sảnh và đặc cấp cho cái ngôi nhà. Tương tự với cái sảnh chính thì sảnh phụ nó cũng sẽ được lấy cảm hứng và sử dụng chung một cái ngôn ngữ thiết kế, vẫn những bước cột và vẫn những bước pháo đấy, có chăng là kích thước bọn em sẽ điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp thôi. Và lên trên tầng 2 thì thẳng của những cái cột sảnh này thì sẽ là những cái cột sảnh tầng 2. Và bên dưới mình dùng vuông rồi thì bên trên mình dùng tròn để tạo cho cái ngôi nhà một cảm giác nó nhẹ nhàng. Thì bao giờ cái phần đế của nó vẫn là cái phần phải chắc chắn, trụ nó vững. Và cái phần trên thì nó phải nhẹ nhàng, nó thanh thoát, nó bay bổng hơn để tạo cho cái ngôi nhà của mình nó có cái độ cân đối anh chị.
và nhìn ngôi nhà nó được nhẹ nhàng, nó bay bổng. Thì khi mà anh chị nhìn vào, nó sẽ không bị khó chịu và bị nặng nề. Đó thì đấy chính là cái mà bọn em muốn gửi gắm đến sâu trong những cái thiết kế, để và có thể nói ra để cho anh chị hiểu được một phần em muốn ý đồ bọn em muốn gửi vào trong đấy. Thì tất cả những cái phần cửa sổ này và cửa đi này sẽ được sử dụng những cái phần phào nhá, phào cửa sổ và phào cửa đi. Những cái này thì nó rất là cứng cáp và nó cái độ sắc nét để cũng như là đang đối giữa từng tầng 1 với tầng 2 để nó nhấn mạnh lên đây nó là một cái phong cách kiến trúc tân cổ điển với rất nhiều những cái đường phào chỉ mạnh mẽ như thế. Và bên cạnh những cái đường phào chỉ vuông vức mạnh mẽ như vậy thì bọn em cũng điểm xuyết vào những cái phần ban công như ban công Juliet này, ban công bán nguyệt. Và bên cạnh những cái ban công bán nguyệt đấy thì sẽ là những cái cửa vòm nhìn rất là đẹp, để mà tạo những cái hiệu ứng về thị giác đấy. Thì vào cái ngôi nhà này anh chị nhìn thấy ngay đây nó là chính và đây nó là phụ, đây nó là cứng cáp và đây nó sẽ là mềm mại, nó rất là hay anh chị ạ. Tổng quan thì nhìn qua cái ngôi nhà này em cũng thấy một cái ngôi nhà rất là chuẩn chỉ, từ những cái đường nét phào chỉ đến những cái bố cục về sảnh chính sảnh phụ, những cái đăng đối như thế này nhìn không có cái điểm nào mà mình có thể phàn nàn được. Thì cũng qua cái quá trình làm việc với chủ nhà nữa, bọn em đưa ra phương án và chủ nhà phản hồi và bọn em chỉnh sửa thì được cái sản phẩm như này. Thì khi mà chủ nhà ưng ý, chúng em nhìn vừa mắt thì anh chị nhìn chắc chắn là sẽ thấy công trình này nó đẹp. Và những người như kiểu là hàng xóm của anh chị, người bạn bè, người thân của anh chị, khi mà họ nhìn thấy công trình này lần đầu tiên, em nghĩ là họ sẽ rất ấn tượng. Thì sau khi mà cùng anh chị xem xong cái phần ngoại thất của công trình thì em Hiếu xin được giới thiệu cái sự tiện nghi và công năng của nó, làm sao nó có thể mang cho mình lên đến 5 phòng ngủ, chỉ phải kích thước là 8x13 thôi. Đấy, thì anh chị có thể là tiếp tục theo dõi với em Hiếu để xem cái cách bố trí của căn nhà này. Thì nếu như mà anh chị đang là cái người mà có nhu cầu và anh chị xem được video này, thấy cái công trình này nó phù hợp và mình muốn xây công trình như thế này, thì có thể là inbox cho em Hiếu. Em Hiếu có thể là gửi đến anh chị bộ bản vẽ để cho anh chị có thể là xây dựng được giống hệt như cái ngôi nhà này. Hoặc là anh chị muốn thiết kế mới thì em hoàn toàn cũng có thể là hỗ trợ anh chị được. Thì nếu mà anh chị có những cái vấn đề gì về xây nhà thì cứ inbox cho em Hiếu nhé. Số điện thoại thì em có để ở phần mô tả. Đấy. Công trình nhà chú Mười hiện tại cũng được bên em thiết kế và thi công cũng đến cái giai đoạn mà đổ móng rồi. Thì nếu mà anh chị là người đang có nhu cầu và cũng ở khu vực Cẩm Giàng, Hải Dương thì cũng có thể là qua trực tiếp để mà mình xem tham khảo cũng như là nhìn cái quá trình thi công thực tế nó như nào. Thế thì trước khi qua anh chị cứ inbox cho em Hiếu nhé. Quay trở lại với cái hồ sơ kiến trúc của nhà chú Mười thì đầu tiên anh chị nhìn ngay đến cái phần chúng ta sẽ định vị công trình. Thì đối với công trình này bên em sẽ để lại cho chú là 60 phân ở cái phần ráp ranh với lại ranh dưới đất này. Thì ở cái việc này thì mình sẽ giúp cho chủ nhà có cái phần lưu thông khí và cửa sổ lấy sáng ở bên này, thì giúp cho những cái phần phòng ngủ ở trong này nó có ánh sáng đầy đủ quý vị ạ. Giúp cho cái phòng ngủ ở trong này sẽ có ánh sáng quý vị ạ. Còn mặt ở bên hông này thì còn thoải mái đất vì nó còn đến 3m cơ. Cái khuôn đất này thì nó hơi nổ một chút và rất tốt cho gia chủ anh quý vị nhá. Thì ở cái thế đất này, nếu như mà quý vị là cái người mà đang có cái khu đất rộng cũng tầm 9m này hoặc là 10m thì mà muốn xây một cái mẫu nhà mái nhật 2 tầng tân cổ điển mà hai sảnh được như thế này thì hoàn toàn là mình có thể là tham khảo cái mẫu này nhá, rất là khả thi. Chiều dài của nó chỉ có 13,5m thôi. Thì đi vào cái phần mặt bằng công năng của công trình này thì ở tầng 1 bọn em làm được đến cho ở tầng 1 bọn em có làm được cho chú là 2 phòng ngủ. Khi mà mình nhìn vào mặt bằng chúng ta có thể thấy ngay, đi vào phần sảnh chính này
sẽ là cái phần phòng khách. Phòng khách này thì có diện tích là 25m2 và nó sẽ thông với lại cả phòng bếp và ăn luôn nhé. Thì ở giữa này mình có thể là làm một cái lam gỗ chạy thẳng xuống từ trên trần xuống được, để mà tạo cái sự ngăn cách giữa phòng khách và phòng bếp, nhưng mà nó vẫn có độ thoáng để tạo cho cái không gian nó vừa rộng rãi mà lại vừa có tính riêng tư khi mà mình tiếp khách. Thì bên cạnh cái phòng ở giữa phòng bếp và phòng khách thì sẽ là cái phần sảnh phụ. Thì cái phần sảnh phụ này thì sẽ thường xuyên được sử dụng, và khi mà gia đình có đang tiếp khách và mình có đồ ăn thì mình có thể là đi vào cái phần sảnh phụ này và mang đồ ăn xuống dưới bếp, nó cũng rất là thuận tiện. Thì ở tầng 1 có một cái phòng ngủ master, và cái phần diện tích thông thủy để sử dụng sẽ là 14m2 nhé. Và cái vệ sinh và sẽ có một cái vệ sinh khép kín ở trong phòng quý vị. Thì cái vệ sinh khép kín này nó sẽ phục vụ cho cái người ở trong phòng ngủ số 1 này. Nếu như mà quý vị có gia đình có người già hay là anh chị mà muốn làm phòng ngủ master ở dưới tầng 1 để đỡ phải đi lên tầng 1, tầng 2, tầng 2 thì có thể là lựa chọn cái phương án như thế này nhé. Ở đằng sau thì mình cũng có một cái phòng ngủ đơn. Phòng ngủ này thì có diện tích là 13,2m2, cũng không nhỏ một chút nào đâu quý vị nhé. Nếu mà nhỏ thì nó sẽ phải tầm 12m2 trở xuống. Ở tầm 13m2 này thì là cũng sử dụng được rồi. Tất cả cái diện tích này là diện tích thông thủy quý vị ạ. Tiếp tục nữa là nó có một cái WC sử dụng chung, và đối diện đấy thì mình sẽ làm một cái kho, cái kho cho gia đình để đồ gia dụng và rất nhiều đồ linh tinh. Thì cái phần cửa ở cái phòng ngủ số 1 này để mà bọn em giấu khỏi cái tường, cái tường này sẽ để cho cái phòng khách nó sử dụng một cái bức tường dài và đẹp, thì bọn em sẽ giấu cái cửa sang phía bên này, và cái chiều của thang nó sẽ đi từ bên này sang để cho cái vế bên này sẽ là cái vế cao tiếp xúc với tầng 2, thì cái mặt bên dưới mình sẽ đục được một cái cửa để đi vào phòng ngủ số 1, tạo cho phòng khách có một cái phần tường rất là rộng, rất là đẹp để trang trí nội thất cho anh chị nhé. Ở phía trên tầng 2 thì mình có thể thấy ngay ở đây là phòng thờ sẽ nằm trên phòng khách và nhìn được hướng mặt tiền. Thì nếu như mà anh chị là người mà có mảnh đất mặt tiền mà đẹp, phù hợp với lại tuổi của mình thì cũng có thể là lựa chọn cái phương án này. Tiếp theo là sẽ có 3 phòng ngủ và vẫn có một phòng ngủ master thẳng trục từ dưới lên anh chị nhé. Và ở vị trí trên tầng 2 vẫn có một WC sử dụng chung, và trên kho thì sẽ là cái phần sân phơi. Ở trên kho sẽ tầng 1 quý vị nhé. Và ở đây thì còn một cái phòng sinh hoạt chung nữa, và có thể đi ra cái sảnh sân chơi, ban công ở cái phía này, thì mình sinh hoạt ở trên cái phòng này rất là sướng quý vị ạ. Đối với một gia đình mà có đông thành viên và có đến 5 phòng ngủ thì những cái không gian để mà mình quây quần ngồi nói chuyện với nhau ở từng cái tầng nó ra là rất cần thiết quý vị nhé, để tránh cái trường hợp là mình chia cho chặt quá và mọi người lên trên tầng 2 là chỉ có đi vào phòng thôi và đóng cửa lại, thì nó như thế rất là buồn. Và đây sẽ là mặt đứng của công trình. Đây, quý vị có thể xem qua những cái phần mặt đứng và cái phần chiều cao. Đó. Tiếp tục. Ở những cái phần cột này bọn em sẽ làm chi tiết rất là đầy đủ, rất là đầy đủ cho quý vị để quý vị có thể là thi công được, hoàn toàn là có thể làm theo tất cả các cái cột đây quý vị nhé. Đó, thì đấy là cái phần kiến trúc, và em sẽ giới thiệu qua với anh chị một chút về cái phần móng của chú 10. Thì ở công trình này bọn em thiết kế cho chú là phần móng ép cọc đối với cái địa chất đất nhà chú, đó là đất mượn chứ không phải là đất thổ cư. Thì bọn em đã thiết kế cho chú đấy chính là hệ móng ép cọc. Thì khi mà mình ép cọc xong thì nó sẽ đến cái quy trình mình làm đài móng. Làm đài móng xong, ok xong thì mình sẽ bắt đầu đi xây tường móng quý vị ạ. Thì tất cả những cái phần chi tiết này và thống kê thép thì bọn em sẽ có đầy đủ ở trong cái bản hồ sơ kết cấu này, và những chi tiết điện, chi tiết nước thì cũng sẽ đầy đủ ở trong những cái bản đấy. Nếu mà anh chị là cái người đang quan tâm và đang có nhu cầu để xem một cái bản vẽ nào đấy để mà mình có thể tham khảo và xây dựng theo thì cũng để inbox em Hiếu. Đấy, thì bộ bản vẽ này thì nó sẽ rất là đầy đủ để cho anh chị thi công. Và kết lại của video ngày hôm nay
Thì em Hiếu xin được cảm ơn anh chị đã theo dõi đến thời điểm này của video. Và nếu anh chị thấy hay, thấy bổ ích thì có thể để lại một like cho em Hiếu và một subscribe để em Hiếu lên đấy làm động lực. Và khi xem xong video thì anh chị có cái bất kỳ cái thắc mắc hay là cái nhu cầu về thiết kế nhà hay là bản vẽ nhà như thế nào thì có thể là để lại comment cho em Hiếu để em được biết, thì em sẽ trả lời và giải đáp đến anh chị. Và cảm ơn anh chị đã theo dõi. Hẹn gặp lại anh chị ở những video lần sau nhé.